Lễ trao quyết định thăng quân hàm nâng lương cán bộ đợt 1 năm 2022 cho 56 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan đã được Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức. Thưa ủy quyền của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, lãnh đạo Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã trao quyết định thăng quân hàm nâng lương cho 56 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp giữ chức vụ sĩ quan. Trong đó có 7 cán bộ được thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá, 22 người từ đại úy lên thiếu tá, 6 người từ thượng úy lên đại úy, 12 người từ trung úy lên thượng úy và 5 người từ thiếu úy lên trung úy. Đồng thời trao quyết định nâng lương cho 4 sĩ quan. Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh mong muốn các sĩ quan, quân nhân nhận quyết định thăng quân hàm nâng lương đợt này tiếp tục thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xứng đáng với niềm tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.